Trời ơi, chứ đây ngửi nó có mùi hương nữa, như đây là bàn gỗ đó mà là gỗ hương đó chứ mọi người ơi. Trời, uống cà phê mà uống ống hút giống như uống trà sữa quá. Béo béo béo. Không gian của cái quán này là tới 5.000 mét vuông. Dạ. Và 5.000 mét. Chủ đầu tư đã xây dựng với một cái kiến trúc truyền thống. Dạ. Và phải mất 5 năm. Cái khung cảnh sáng thì khác và tối rất là khác. Ồ, oh, yeah. Hồi nãy giờ đi nói chung là cũng mệt rồi. Bây giờ chúng ta sẽ dừng chân và thưởng thức một ly cà phê tại nơi này nha. Em ơi. À, cảm ơn em. Ý. Ý. Cái menu ở đây á, mình gõ cái tiếng vô tưởng là meca nhưng mà thấy cái đường lằn. Cái này ngửi nó có mùi hương nữa, như đây là bàn gỗ đó mà là gỗ hương đó chứ mọi người ơi. Rồi ai không biết tưởng meca không? À, em ơi cho anh một cà phê sữa đá đi. Sữa đá bên em có hai loại, Pha-phin và pha sẵn, anh dùng loại nào? Pha-phin đi. Ừ, cảm ơn em. Dạ, anh đợi tí, có người đưa nước. Ừ, cảm ơn em. Trời ơi trời. Thôi, nhân viên này vừa lịch sự vừa dễ thương nữa. A few moments later. Nãy kêu là order là ly cà phê sữa. Mà cô bé phục vụ đó chắc thấy mình dễ thương quá, muốn tăng thêm cái phần nam tính cho mình. Tăng thêm cái phần nam tính cho mình. Tăng thêm cái phần nam tính cho mình. Cho nên đã đem ra một ly cà phê đen. Nhưng mà giỡn thôi chứ cà phê đen hay cà phê sữa gì uống cũng được hết á. Và đặc biệt là lên tới Gia Lai này uống cà phê đen nó mới đậm đà, nó mới đúng bản chất của người Gia Lai, hiểu không? Một ly cà phê nhìn rất là thơm, rất là hấp dẫn. Thôi coi. Trời, uống cà phê mà uống ống hút giống như uống trà sữa quá. Đầu tiên thì thấy cái vị đầu tiên mà cảm nhận được là nó rất là thơm. Nó thơm rồi nó ngọt. Rồi cái hậu của nó cũng ngọt chứ nó không phải như những cái cà phê kia là uống vô thấy đắng xong sau đó là cảm giác là chua. Nhưng mà cái cà phê này thì cảm giác là uống vô xong rồi lúc đầu là hơi đắng chút xíu nhưng khúc sau là nó ngọt. Và thấy một điều đặc biệt ở trong ly cà phê này là tại sao cái bọt nó còn cao hơn cái ly cà phê nữa. Cái bọt nó rất là dày và nó rất là mịn. Người đánh thử coi. Béo béo béo, thơm thơm. Nó có một cái độ, nó có một cái độ xốp xốp nữa. Thật sự rất là ngon luôn. Tại sao mà lại có một quán cà phê với một cái phong cách cung đình Huế này mà giữa Gia Lai vậy được? Thì chắc chắn cái người mà chủ ở đây nè, người ta cũng phải là một người rất là am hiểu về nghệ thuật. Người ta cũng là một người rất là thích cái phong cách này. Vậy bây giờ để mình tìm xem nữa có ai ở gần đây không? Mà là quản lý hay là cái gì đó mà biết được những cái thông tin về quán cà phê này sẽ chia sẻ cho Hy cũng như tất cả mọi người biết nha. Anh ơi. Trời. Dạ chào anh. Anh cho em hỏi là anh là quản lý ở đây hả? Mình quản lý ở quán cà phê này cũng được 3 năm rồi. 3 năm? Vậy là quán cà phê này bán được bao lâu rồi? À, chính thức ngày mở bán của cà phê thì từ năm 2016. 16. Là đến cái thời điểm cuối năm. Đây là bước 4. Sang năm thứ 4. Dạ. Và cái việc mà xây dựng quán, dạ, thì mất 5 năm. 5 năm. Cái không gian của cái quán này là tới 5.000 mét vuông. Dạ. Và 5.000 mét. Chủ đầu tư đã xây dựng với một cái kiến trúc giữ nguyên cái kiến trúc truyền thống. Dạ. Và phải mất 5 năm. 5 năm. Và làm bằng tay, hầu như là bằng thủ công chứ không nhờ một cái công nghệ máy móc gì cả. Dạ. Ôi, trời ơi, 5 năm.
Xong rồi bán kinh doanh đã được 4 năm rồi. Và em thấy hình như là đối tượng vô đây là tầm trung niên đúng không anh? Thì thỉnh thoảng thì cũng có mấy bạn trẻ trẻ cỡ em nữa. Thực ra thì quán của mình á thì các độ tuổi đều rất là phong phú. Dạ. Yeah. Người trung niên thì có cái cách thưởng thức cà khác phê, nhau. Đồ uống trong một không gian thiên nhiên thế này, người ta có một cách riêng. Yeah. Và các bạn trẻ thì cũng có một cách riêng. Yeah. Thường thì mình thấy các bạn trẻ rất là hay selfie. Còn trung niên thì lại tập trung vào cái việc mà thưởng thức đồ uống. Yeah. Theo như một số đánh giá của khách hàng của mình á, thì buổi tối khác và buổi sáng rất là khác. Vậy hả? Cái đồ uống thì tất nhiên là như nhau rồi. Yeah. Nhưng mà cái khung cảnh. Khung cảnh. Đây mình muốn nói đến bạn là cái khung cảnh sáng thì khác và tối. Thì nhiều người ta cái tuổi trung niên ấy, người ta còn làm thơ, người ta còn có những cái rồi. Máu văn nghệ sĩ. Người ta còn so sánh như là buổi tối nó giống như một cái nàng thiếu nữ. Rồi. Cứ e ấp nấp mình trong cái buổi tối của phố núi Pleiku. Trời ơi trời. Sao em không biết được là buổi tối nó như thế nào, nhưng mà sao tự nhiên qua cái những gì mà anh chia sẻ đó, em cảm giác được là trời ơi, ở đây buổi tối nó rất là thơ mộng, nó rất là đẹp, nó rất là quyến rũ. Dạ cảm ơn anh. Đây này, anh sẵn nhắc tới cà phê thì em vừa mới kêu một ly cà phê đen và em thấy cái nó rất là ngon, nó rất là thơm, mà cái hậu của cà phê nó không có bị đắng, nó không có bị chát. Đó, mà nó không có bị chua luôn, mà em thấy cái hậu nó rất là vừa phải. Đây có phải là cái món nước mà được yêu thích nhất ở quán mình không anh? Cà phê là cái món thường ngày và mọi người có thể nói là yêu thích cũng được, mà có thể nói là ghiền cũng được. Nhưng mà ở quán mình cũng muốn giới thiệu với bạn một cái món đặc sắc nữa. Yeah. Mang tính truyền thống của Huế, đó là sinh tố hạt sen. Sinh tố hạt sen. Ở đây là có món sinh tố hạt sen. Trời, vậy mà nãy giờ em đâu có biết. Và cái đặc biệt này hơn nữa là sinh tố hạt sen mình biến tấu làm hai thể loại, đó là hạt sen nóng và hạt sen đá. Tức là nếu như khách hàng muốn uống thì thường sinh tố là uống đá đúng không? Dạ đúng rồi. Thì giải khát. Thế nhưng mà trong cái thời tiết của Pleiku xe lạnh thế này, nếu mà uống đá nữa thì cũng sẽ hơi lạnh đúng không? Dạ. Thế là mình phát triển thêm một cái món là sinh tố hạt sen nóng. Wow, trời ơi. Sẵn đây mình có thể mời bạn sinh tố hạt sen nóng được không? Dạ, vậy thì quá tốt, cảm ơn anh. Cảm ơn em. Trời, cắt đầu tóc ở đâu đẹp vậy? Mày ngu ngố. Dạ rồi, đây là cái mà anh nói rồi phải không? Sinh tố hạt sen nóng. Trời ơi, cái trên Gia Lai này hơi không khí xe lạnh mà cầm áp áp vậy nè, nó đã tay ghê anh. Rồi em xin phép em uống nha. Mời anh. Trời ơi, khói lên luôn nè mọi người. Nó béo béo nè, thơm thơm vị sen nè. Rồi hình như là có một chút sữa ở trong đây nữa đúng không anh? Đúng rồi. Nhưng mà nó lại không bị quá ngọt, nó là vừa rất là vừa uống. À, trời ơi, ngon quá anh ơi. Chẳng lẽ bây giờ trước mặt anh mà em khen hoài thì nó kỳ quá. Ngon quá mọi người ơi. Anh, cái sinh tố hạt sen này á, theo anh nói là chỉ có ở đây là đặc trưng đặc sản nhất của quán đúng không? Mấy quán thì không có, vậy cách mà chế biến ra cái món hạt sen này á, nó khó không anh? Thực ra thì nó không khó, trước hết là mình chọn lựa những cái loại hạt sen ngon, bỏ cái tâm sen nó đắng đi nha. Tại vì ở tâm sen nó có cái vị đắng thì anh sẽ phải bóc cái tâm sen nó đi. Dạ. Anh hấp lên cho nó xay đến một cái độ nhuyễn. Dạ. Xong rồi anh sẽ đưa vào cái ly này. Dạ. Mix thêm một chút sữa rich. Sữa rich. Và cái độ ngọt. Sữa rich thì... là sữa gì vậy anh? À, sữa rich là cái sữa thực vật. À dạ. Trời, thông cảm tại em không có biết. Sản phẩm rất là nổi tiếng của cái hãng Zurich. Hầu như các pha chế nào cũng biết. Ngon quá à. Thiệt. Em nói thật sự chút xíu là anh nói chuyện với anh mà em ngồi em uống hoài, tại vì em không có kìm được. Dạ cảm ơn anh rất là nhiều về những chia sẻ của anh. Dạ thì sẵn đây thì em cũng chúc cho quán của mình là ngày càng làm ăn phát đạt hơn nữa. Cảm sẽ ơn. Càng có nhiều cái gọi là bổ sung thêm nhiều cái kiến trúc đẹp hơn nữa. Anh cảm ơn và chúc toàn có nhiều thành công. Dạ cảm ơn anh. Trời ơi mọi người ơi, thiệt ngon lắm, cà phê đen cũng ngon,
Sữa hạt sen cũng ngon, cái gì cũng ngon hết trơn á trời. Mà đặc biệt tôi đang rất là tò mò, rất là muốn tới đây vào ban đêm để mình coi thử ở đây đúng như cái lời của anh nói không, là ban đêm nó như là một cô thiếu nữ rất là uyển chuyển, rất là ấn tượng và nhìn là muốn làm thơ liền. Trời, mà chúng tôi văn nghệ nữa, nhìn là trời tôi phọt ra thơ là hơi bị hay luôn á. Bởi vậy khi mà ai mà có dịp tới Gia Lai, tới tỉnh Gia Lai, thành phố Pleiku này, chúng ta không thể nào bỏ qua quán cà phê Hớ Xưa này. Chúng ta tới đây ban ngày cũng được, ban đêm lại có một nét đẹp riêng. Nói chung là tới đây sẽ có rất là nhiều bức hình sống ảo và thưởng thức món sinh tố hạt sen rất là ngon. Địa chỉ là bên dưới nè, đó. Nhìn này đó, nó chạy ra đó, đó đó, nhớ chưa, vậy nghe, thưởng thức tiếp đây.